Lý do Công Phượng và Xuân Trường không được triệu tập. Công Phượng dính chấn thương háng từ đầu tháng 11 trong trận gặp câu lạc bộ Nam Định trên sân Pleiku. Công Phượng nghỉ hai trận tiếp theo của Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Tĩnh và Thanh Hóa ở vòng 24 và 25 V-League. Ở mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu không tốt, Công Phượng cũng chơi chưa hiệu quả. Anh ra sân 16 trận và ghi 5 bàn ở giải vô địch quốc gia. So với mùa giải 2021, anh thi đấu 12 trận, ghi được 6 bàn, giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ vị trí nhất bảng đến khi giải bị hủy vì Covid-19. Thời lượng thi đấu của Công Phượng ở tuyển Việt Nam cũng đã giảm đi đáng kể. Anh chỉ là phương án dự phòng với trung bình 46,8 phút trên trận. Ở vòng loại World Cup 2022, cầu thủ quê Nghệ An có 703 phút trên 15 trận, chỉ ghi được 1 bàn. Hàng công đội tuyển bây giờ đã có thêm Phạm Tuấn Hải, Phạm Đình Duy và giờ là Nguyễn Văn Quyết. Bên cạnh Công Phượng, Xuân Trường cũng không lên tuyển. Cầu thủ quê Tuyên Quang đã trở lại trong thời gian gần đây nhưng không đạt phong độ tốt. Thể lực của tiền vệ 27 tuổi có vấn đề khi anh bị thay ra 14 lần trong 17 trận. Huấn luyện viên Kiati sắp phải thường xuyên đưa cầu thủ khác vào thay thế giữa trận. Không có tên trong danh sách đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đợt tập trung tháng 11, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường gần như chắc chắn không được thi đấu tại AFF Cup 2022.